Theo Tổng thống Putin, Nga và Trung Quốc không xây dựng bất kỳ liên minh quân sự nào. Sự tương tác của hai bên mang tính xây dựng và là yếu tố quan trọng trong việc ổn định tình hình quốc tế. Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga và Trung Quốc đang bình tĩnh đáp trả những nỗ lực của NATO nhằm vượt ra ngoài vùng ảnh hưởng của tổ chức này. Thông qua việc tăng cường, khả năng phòng thủ và tiến hành các cuộc tập trận hải quân và không quân chung, Tổng thống Putin lưu ý rằng trong hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự giữa Nga và Trung Quốc. Hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao được đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo an ninh chiến lược của cả Nga và Trung Quốc. Về phần mình, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hữu Hiệp khẳng định: nhờ sự thúc đẩy của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin, quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược Trung Nga trong kỷ nguyên mới đang ở mức cao nhất ông trương hữu hiệp nhấn mạnh mục đích chuyến thăm nga lần này là để thực hiện tất cả các thỏa thuận giữa các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước trong lĩnh vực quân sự